Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với Can Double V. Yeah. Hôm nay chương trình này là tụng phát âm tiếng Nhật. Thật ra là có sự khác biệt giữa phát âm tiếng Nhật của người Việt Nam và người Nhật. Nên chúng tôi sẽ giới thiệu về tụng phát âm tiếng Nhật, xin lỗi và các nỗi phát âm đó đơn giản nhé. Đầu tiên là người Việt Nam nói là Gomen có ý nghĩa là xin lỗi cho người bạn. Gomen. Nhưng người Nhật nói là Gomen. Nếu biết tiếng Việt thì Gomen. Nên ai nói như vậy nha. Gomen. Sẽ trở thành phát âm giống như người Nhật nha. Tiếp theo là người Việt Nam nói là Sumimasen có ý nghĩa là xin lỗi. Sumimasen. Nhưng sự thật là người Nhật nói là Sumimasen. Nếu viết bằng tiếng Việt thì Sumimasen. Chắc chắn mọi người nghe nhiều bài nha. Câu này nói nhạc thì giống như phát âm người Nhật nha. Sumimasen. Cuối cùng là người Việt Nam nói là Moshiwake gozaimasen có ý nghĩa là thành thật xin lỗi. Thật là người Nhật nói là Moshiwake gozaimasen. Nếu viết bằng tiếng Việt thì Moshiwake gozaimasen. Nên hãy nói nhanh nha. Moshiwake gozaimasen. Moshiwake gozaimasen. Nên hãy luyện tập như vậy nha. Gomen. Sumimasen. Moshiwake gozaimasen. Nếu các bạn thích video này thì hãy share, like, subscribe nhé. Bye bye.